Chào mọi người, tiếp tục với series review về các dòng loa đến từ các thương hiệu nổi tiếng như là Yamaha, JBL, Bosch hay là Toa. Thì ứng cử viên sáng giá hôm nay mình muốn giới thiệu đến các bạn đó là một sản phẩm đến từ thương hiệu Electro Voice, đó là em Evo 50. Với trọng lượng chỉ khoảng hơn 20kg và chất lượng âm thanh thì vô cùng tuyệt đỉnh, thì em Evo 50 đang được rất nhiều người săn đón hiện nay. Và tại sao lại được nhiều người săn đón thì các bạn hãy cùng xem đến cuối video nhé. Với sự giúp đỡ của anh kỹ thuật thì mình đã bỏ được em Evo 50 này ra đây. Và bây giờ thì mình sẽ lắp đặt em ý cho các bạn xem nhé. Rất là chắc chắn. Chi tiết Evo 50 bao gồm màn hình DSP, volume tổng và DSP, volume âm lượng mic 1, volume âm lượng mic 2, volume âm lượng đường AUX, jack bông sen left and right input, jack out canon, jack cắm dây nguồn, công tắc tắt mở nguồn, loa thành phần gồm 8 loa 3,5 inch và cột truyền dẫn âm thanh. Thật không quá lời khi nói em Evo 50 đang được săn đón nhiệt tình bởi em ý sở hữu một hiệu ứng âm thanh vô cùng vượt trội. Và trong đó thì mình có 5 đặc điểm vượt trội mà muốn chia sẻ với các bạn để có thêm thông tin khi tìm hiểu về em Evo 50 này nhé. Đặc điểm vượt trội đầu tiên là em Evo 50 này được hỗ trợ Ampli Class D 1000W và bộ xử lý QuickSmart DSP. Với công suất lên đến 1000W thì em Evo 50 này có khả năng bao phủ một dải tần âm thanh từ 43Hz cho đến 20kHz và tạo ra SPL lên đến 127dB. Evo 50 bao gồm một bộ trộn tích hợp đơn giản cộng với khả năng truyền phát âm thanh qua Bluetooth. Âm thanh Bluetooth thì chất lượng cao, tạo sự tiện lợi cho việc phát nhạc không dây trong phòng nghỉ, phát trực tuyến cho nhạc nền hoặc nhạc đệm. Ngoài ra còn có một ứng dụng miễn phí đó là QuickSmart Mobile. Đặc điểm số 2 đó là loa siêu trầm 12 inch với công suất lên đến 1000W. Hệ thống bao gồm một vỏ loa bằng gỗ 15mm, cổng loa và loa siêu trầm 12 inch có khả năng phát ra tần số đến 37Hz, được bảo vệ bởi lưới tản nhiệt bằng thép bục lỗ. Ba tay cầm được cung cấp để dễ dàng mang theo. Đặc điểm nổi bật số 3 đó là loa cột với củ loa 3,5 inch siêu gọn. Loa cột với củ loa 3,5 inch siêu gọn, tần số cao và trung được xử lý thông qua một cột nhôm cao 825mm chứa 8 trình điều khiển hình nón neodymium 3,5 inch. Đặc điểm thứ tư đó là dễ dàng lắp ráp và vận chuyển. Dòng loa với trọng lượng nhẹ và lắp ráp trực quan thông qua sự hỗ trợ của các cực nam châm sẽ dễ dàng mang đến một buổi biểu diễn với chất lượng âm thanh tuyệt vời hơn bao giờ hết. Hệ thống thực sự chỉ mất vài chục giây để lắp ráp, với cột hoàn thành có cảm giác chắc chắn và ổn định, thêm một đường dây dẫn nguồn và đầu vào tín hiệu. Với thiết kế thông minh và linh hoạt thì sản phẩm vô cùng dễ dàng vận chuyển. Và đặc điểm ưu việt số 5 mà mình muốn review với các bạn đó là em Evo 50 này thì được tích hợp một bộ trộn bao gồm 6 cổng vào và 2 cổng ra. 2 XLR TRS combo jack input, một cổng input 3.5mm, một stereo RCA input, một wireless Bluetooth audio input, một XLR True output và một XLR mic out output. Và một điểm cộng cho em Evo 50 này đó là em ý có thể cung cấp nguồn ảo phantom cho các thiết bị micro cần nguồn ảo. Và với đặc điểm này thì em Evo 50 hoàn toàn có khả năng hoạt động độc lập mà không cần phải phụ thuộc vào bất cứ các thiết bị hỗ trợ nào khác. Nếu như các bạn có nhu cầu sử dụng cho các mục đích như là biểu diễn di động, hội thảo di động hay là các sự kiện nhỏ ngoài trời. Nếu các bạn đang có ý định mua một em loa cột nhỏ gọn dễ dàng lắp đặt và vận chuyển thì Evo 50 chính là một trong những lựa chọn mà chúng ta không thể bỏ qua. Và Trung Chính Audio chính là một đơn vị phân phối chính hãng các sản phẩm đến từ Electro Voice tại Việt Nam với hơn 26 năm kinh nghiệm. Vì vậy các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn một em Evo 50 chính hãng tại một trong các cơ sở mình để ở dưới đây. Và nhớ đừng quên nhấn nút subscribe kênh YouTube của Trung Chính Audio để nhận những thông tin cũng như những ưu đãi hấp dẫn nhất nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Trung Chính Audio, âm thanh sống động, công nghệ đỉnh cao. Hotline 0902 188 722.